học cái buổi đầu tiên của khóa từ vựng và ngữ pháp, ngữ pháp ha, thì cái bài đầu tiên của ngữ pháp hôm nay mình sẽ học về đặt đại từ. Thì trước tiên thì mình biết sơ về khái niệm đại từ trước đã. Thì đại từ là từ dùng để thay thế cái danh từ đứng trước nó, dùng để tránh những cái sự lặp đi lặp lại quá nhiều trong một cái đoạn hội thoại hoặc trong một cái bài viết. Rồi mình có sẽ phân loại đại từ ha. Thì đại từ thì mình sẽ có năm loại chính: đại từ nhân xưng, đại từ tâm ngữ, tính đại từ sở hữu. Cho đại từ sở hữu mình còn có một cái nhỏ là tính từ sở hữu mình ghi ở đây luôn. Rồi đại từ chỉ định. Rồi bây giờ mình sẽ từng bước mình tìm hiểu xem cái vị trí và chức năng của những cái đại từ này như thế nào nha. Rồi trước tiên là đại từ nhân xưng. Nhưng mà đã nói là đại từ nhân xưng là dùng để, cũng giống như đại từ vậy, là mình dùng để thay thế cái danh từ đứng trước nó khi mà mình không muốn lặp lại. Rồi và cái đại từ nhân xưng này nó sẽ đóng vai trò là chủ ngữ trong câu. Ví dụ mình có cái số, cái mình có cái số ít như là she đi. Đây nè, đây là đây nè, số nhiều là đây nè, we nè, rồi có you ở đây, có you, rồi it, ha, rồi ai, rồi mình sẽ có số ít là như thế này, số ít là cô ấy nè, anh ấy nè, bạn, nó hoặc là tôi. Còn số nhiều là bọn họ nè, chúng ta nè, hoặc là you, ở đây là các bạn, cùng you đây có nghĩa là bạn nha. Rồi, cái đại từ nhân xưng này nó sẽ đóng vai trò là chủ ngữ trong câu nha. Ví dụ như là, mình có ví dụ trong cái handout là Mrs. Lam is my teacher, she is very young. Mrs. Lam is my teacher, she is really young. Rồi, cái từ she này nè là mình sẽ thay thế cho Miss Lan này, đúng không? Khi mà mình không có muốn, khi mà thay vì mình nói là Miss Lan is my teacher, Miss Lan is really young, thì mình sẽ bị lặp lại, nó sẽ bị nhàm chán trong cái câu, thì mình sẽ thay từ she cho cái lời Miss Lan, thì những cái câu mình nghe cái câu sẽ hay hơn, đúng không? Rồi thì cái từ she này sẽ là đại từ nhân xưng, đại từ nhân xưng số ít và sẽ thay thế cho Miss Lan đóng vai trò làm chủ ngữ. Rồi tiếp tục ha. Tiếp tục của mình là đại từ tâm ngữ. Đại từ tâm ngữ thì giống như cái tên của nó là đại từ tâm ngữ, cũng là thay thế cái danh từ đứng trước nó, nhưng nó đóng vai trò là tâm ngữ trong câu. Rồi các bạn xem ví dụ trong cái hành trang của mình. Rồi mình xóa ví dụ này nha. Trước tiên là mình sẽ đưa ra cho các bạn những cái đại từ tâm ngữ trước. Số ít nè, she của nó là her. Rồi he là him, you cũng là you, it cũng là it, I là me. Rồi they là them, we là us, còn you cũng là you. Rồi các bạn cho coi cái ví dụ ở trong đó nha. Rồi my mother is Mrs. Hoa. I love her so much. Rồi cái này á, cái đại từ tâm ngữ này nè là mình sẽ, nó sẽ đứng sau động từ hoặc là đứng sau tâm ngữ nha các bạn, đứng sau giới từ nha các bạn. Có hai chỗ đứng cho đại từ tâm ngữ, hai vị trí. Thứ nhất là đứng sau động từ, và thứ hai là đứng sau giới từ. Rồi bây giờ mình sẽ có một câu ví dụ là nó đứng sau động từ nè. My mother is Mrs. Hoa. I love her so much. Như vậy á, cái từ nuôi này là ai? Là Miss Hoa, đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà khi
Thay vì mình nói là my mother is Mrs. Hoa, I love Mrs. Hoa so much, thì sẽ bị đọc lại. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái từ her, tức là đại từ trong ngữ. Có bây giờ trong ngữ là đứng sau động từ nè, thay thế cho Mrs. Hoa nè. Rồi, được chưa? Các bạn hiểu cái chỗ đại từ trong ngữ chưa? Rồi, tương tự với he, you, it, I. Như vậy nha. Rồi, tiếp tục. Tính từ sở hữu. Rồi, tính từ sở hữu ở đây có nghĩa là cái từ để thể hiện cái sự sở hữu của một đối tượng nào đó. Ví dụ như là she, mình sẽ cho bạn một cái tính từ sở hữu ha. She là her, he là his, you là your, it là it, thương ép đi nha, I là my. Rồi, số nhiều, they là their, we là our, you là your. Rồi, bây giờ các bạn coi ví dụ trong handout. Rồi, khi mà mình đọc bây giờ mình muốn nói là cuốn sách của tôi nằm ở trên bàn đúng không? Đây, my book is on the table. Đúng không? My book is on the table. Rồi, là cái từ my này nè, nó là tính từ sở hữu, nó sẽ đứng trước danh từ để thể hiện cái sự sở hữu của đối tượng đó, đúng không? Cuốn sách của tôi. Rồi, còn đại từ sở hữu là gì? Ở đây mình cho các bạn cái đại từ sở hữu nha. Hers, his, yours. Mình sẽ hầu như mình sẽ thêm s vào các bạn. It's mine. Rồi, they the theirs. We the ours. You the yours. Hầu như đó là mình sẽ, mấy bạn hiểu ý là mình sẽ lấy cái tính từ sở hữu mình thêm s vô, trừ cái từ my, mình sẽ đổi qua từ my là m i n e nha. Rồi, đại từ sở hữu là gì? Đại từ sở hữu là gồm là tính từ nha, mình ghi đây luôn nha. Đại từ sở hữu sẽ bằng với tính từ sở hữu cộng với danh từ. Rồi, ví dụ cho các bạn dễ hiểu nha. My book is on the table. Yours is on the bookshelf. Đúng không? Thì cái yours này nè, nó sẽ là your book. Rồi, các bạn thấy không? Yours đại từ sở hữu, khi mà tính từ sở hữu thì your cộng với danh từ là book. Rồi, các bạn hiểu đây chưa? Nó nghĩa là cuốn sách của tôi nằm ở trên bàn, còn của bạn thì ở trên kệ sách. Thay vì mình nói là my book is on the table and your book is on the bookshelf, thì nó sẽ bị lặp lại cái từ book nè. Nó sẽ lặp lại cái từ book, nó sẽ không có hay bằng khi mà mình nói là my book is on the table and yours is on the bookshelf. Rồi, ha. Rồi, bây giờ mình tiếp tục nha. Mình tiếp tục với đại từ chỉ định. Các bạn nhớ cái từ này là mình phải học nha, thì mới biết được. Rồi, đại từ chỉ định là gì? Số ít. This, that. Còn số nhiều là these, those. Rồi, các bạn coi cái ví dụ trong cái tay của mình nha. Rồi, đại từ chỉ định. Mấy bạn nhớ là đại từ chỉ định là nó sẽ không đứng trước danh từ nha. Nếu mà đứng trước danh từ thì nó sẽ là tính từ chỉ định. Các bạn đừng có nhầm lẫn cái này nha. Cái này là tính từ chỉ định nè. This book is mine. Cuốn sách này là của tôi đúng không? Cuốn sách này là cuốn sách của tôi. Rồi, this book. Cái từ this này nè, cái đứng trước danh từ, thì cái này nó là tính từ sở hữu nha, chứ không phải là đại từ sở hữu. Không phải là, xin
ví dụ như là there is a pen on the table, đúng không? Có một cây viết trên cái bàn. Rồi hoặc là this is a pen on the table, đúng không? Thì cái this này nó sẽ là đại từ chỉ định. Rồi